chị nha. Em lên cho cô chú anh chị, hôm nay nhà em mất điện nên là sẽ lên cho video nọ đồ gia dụng cho cô chú anh chị. Thì ở đây em có một cái nồi của chú anh chị ơi, nồi này nắp kính nhưng mà có kiềng nghiêng nóc ha, cũng có chống dính, cũng có kích cách nha cách nhiệt cô chú anh chị. Ơi, cái này lớp này nó có chống dính nè, cái này nó có sự cái lòng nó cũng hơi sâu đó, mình nấu đồ ăn cũng được luôn. Cái này mình xài từ xài ga đều cũng được cô chú anh chị ơi. Giá là 500.000, còn một cái nhà em bán giá đẹp luôn cô chú anh chị, 500 ha. Đường kính ngang qua là 28 mũ bì cô chú anh chị, đường kính ngang qua là 28 mũ bì, cao là 9 giùm em. Cao là 9 giùm em cho em mã số 1 bán cho cô chú anh chị giá 500, mã số 1 nha. Mã số 1 500 cô chú anh chị ơi. Hàng này là hàng Chảo Đức nha, mã 1 500. Em đang quay video ngày 21 cô chú anh chị tháng 11. Rồi một cái chảo Đức nè cô chú anh chị, một cái chảo Đức. Chảo này là xịn lắm. Chảo này dày nặng ha. Nặng là 1kg 6 cô chú anh chị ơi, nặng 1kg 6 giùm em. Nắp cũng là kiềng inox luôn. Dạ nắp cũng là kiềng inox luôn giùm em nha. Khá là nặng. Đây. Cái chảo này thì nó rất là xịn luôn cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Đức nha. Hàng là hàng của Đức, inox là 316. Vậy nóc là 316 của chú anh chị ơi. Đường kính ngang qua dùm em luôn là 28. Đường kính ngang qua là 28. Cao là 6. Giá cho em mã số 2 là 750.000. Chảo tổ ong của Đức ha. Chảo tổ ong của Đức mã số 2. Giá luôn là 750.000 cô chú anh chị ơi. 750.000 dùm em. Rồi em lên một cái chảo lẩu nè. Chảo này nè có chống dính tự nhiên cô chú anh chị, có chống dính tự nhiên ha. Là mình có thể nấu lẩu được, mình có thể chiên được, mình có thể xào được cô chú anh chị. Hàng này là hàng Amway của Mỹ ha cô chú anh chị ơi. Cái đường kính của nó là 30. Cao lên giùm em luôn là 9 nè. Nặng chưa có nắp là 1kg 4. Luôn cả nắp là 2kg 2 ha. Giá là em bán hồi đó giờ không thay đổi, giá là 850.000 cô chú anh chị. Mã số 3 850.000 một cái chảo lẩu của chú anh chị ơi, chảo lẩu mã số 3 giùm em. Rồi em lên tiếp theo một cái chảo Tefal. Chảo Tefal lòng đẹp luôn. Có quai tay hở cho mình máng đồ được luôn cô chú anh chị. Cái chảo này rất là nặng luôn, nặng 1kg 6 luôn cô chú anh chị ơi. Lòng cũng sâu nè. Đường kính ngang qua là 29, cao lên là 8. Có từ dùng từ được cô chú anh chị. Dùng từ được ha. Rồi cái này cho em mã số 4 đi. Mã số 4 giá luôn là 750.000 mã 4. Giá 750.000 mã 4 giùm em. Một chiếc chảo nhà em sale giá luôn là 500. Có chống dính đá ha, hàng Kaita là của Đức. Kaita thương hiệu Kaita là của Đức cô chú anh chị. Đường kính là bộ bì là 27,5. Cao là 7 nha. Mã số 5 bán sale 500. Mã số 5 bán sale 500. À nhà em chương trình đơn hàng 500 tặng cho cô chú anh chị một cái ca. Một cái ca cô chú anh chị ơi. Đây. Chương trình đơn hàng 500 tặng cho cái ca trị giá 80.000 nửa lít nha cô chú anh chị. Hàng này của Thái ha. Nhà em đang sử dụng rất là bền luôn. Rồi, đơn cho em mã số 5. Chảo mã số 5 500. Rồi tiếp theo một cái chảo đá nè, chảo đá này nè cô chú anh chị. Đây. Rất là dày dặn, hàng này là ok. Hàng là Made in Germany, hàng thương hiệu khác. Nặng ký lô mốt. Nặng 1kg 1 giùm em. Lòng đẹp luôn. Rồi đường kính ngang qua là 27,5. Cho em mã số 6. Mã số 6 giá 650.000. Mã số 6 giá là 650.000 cô chú anh chị ơi. Đơn hàng mua. Có ai có đơn tặng một cái ca cô chú anh chị ơi? 500. Đơn hàng 500, ai có đơn là tặng một cái ca ha. Đây. Rồi,
ai chốt lên cho em chảo mã số 6 giá là 650.000. Mã 6 là 650.000 cô chú anh chị. Em lên một cái nồi luộc gà siêu sáng bóng nè. Đây. Nồi luộc gà siêu sáng luôn cô chú anh chị ơi, siêu dày luôn. Cái này luộc có thể hai con gà luôn á. Mắc in gẹt money nè cô chú anh chị. Đường kính ngang qua là 32, cao lên giùm em luôn là 20. Nắp là nắp inox luôn cô chú anh chị ơi, nắp là nắp inox luôn nha. Rồi cái này là nặng 3,1 kg, giá luôn cho em mã số 7 950.000. Giá luôn mã số 7 950.000 một cái luộc gà mình dùng từ được. Dạ hàng dùng từ được nghe cô chú anh chị, dùng từ được, dùng gà bếp, bếp ga được, dùng bếp củi được, dùng được tất cả các loại bếp cô chú anh chị ơi, dùng được tất cả các loại bếp giùm em. Rồi cô chú anh chị nào chốt lên cho em nồi luộc nha, nồi luộc mã số 7 950.000 một nồi luộc. Rồi lên một nồi hấp nè. Nồi hấp này của Nhật. Nồi hấp này của Nhật. Mình hấp gà, hấp bánh, hấp mình hấp gà ở trên nấu cháo ở dưới được luôn. Lòng thì cũng ok. Ở bên trên có nắp có màu trà ha cô chú anh chị. Cái này đường kính 32. Nó có hai cái hấp luôn. Đây. Đường kính 32, cao của 2 tầng luôn là 35. Giá luôn là 950.000, nồi hấp này của Nhật 950.000 cô chú anh chị ơi. Nồi hấp của Nhật 950.000 giùm em. Cái này thì xài ga được, xài củi được, xài từ cũng được. 950.000 một cái nồi hấp nè cô chú anh chị. Cái nồi này nó nặng 3,3 kg. Nồi này nặng 3,3 kg ha. Mã số 8, 3,3 kg, mã số 8 của chú anh chị ơi. Rồi ở bên đây thì em có đồ nè. Rồi một cái cối xay cầm tay hàng cây vô thương hiệu của Nhật cô chú anh chị. Dung tích là 400ml. Đây, dung tích là 400ml. Giá dùm em luôn là 160.000 một cái ha. 160.000 cô chú anh chị ơi. Ở bên đây em có bếp từ và của Đức cô chú anh chị. Bếp từ của Đức có ấm siêu tốc và bình giữ nhiệt nữa nha. Đây, hàng này là hàng thương hiệu Boss nè. Hàng là hàng thương hiệu Boss ha. Hàng thương hiệu Boss nhưng mà made in Get Money bên trên ha. Đó, kính này là kính chống trầy. Mình em nhà em để đồ lên nhưng mà có chống trầy luôn. Cái này là mình sử dụng điện là 220. Ở đây mình nhấn giữ 2 giây. Đó. Cái này giá là 1,2 triệu cô chú anh chị ơi, xài điện 220. Bên em bảo hành 12 tháng. Cái này khá là to và khá là nặng nha cô chú anh chị. Khá là to và khá là nặng, hàng thương hiệu Boss, made in Get Money, giá là 1,2 triệu giùm em luôn. Đó. Rồi cái đồ dắt dao. Đồ dắt dao hàng cái gì Osuka da băng nè. 350.000 inox. 350.000 cô chú anh chị ơi. Ai chốt ống nhất dao lên giùm em, ống nhất dao lên cô chú anh chị. Rồi em lên cho cô chú anh chị là ấm men và nồi men nè. Chút quay không được. Đây, ấm men mã 1, ấm men mã 1 giá là 520.000. Ấm men mã 1 là 520.000 cô chú anh chị ơi.
hai dung tích là 2 lít 2 ha, dung tích là 2 lít 2. Cái này mình xài ga xài từ đều được nè cô chú anh chị, hàng đẹp không có lỗi luôn cô chú anh chị nha. Dạ hàng đẹp không có lỗi, giá là 520.000 cho em mẫu 1. Rồi mẫu số 2, mẫu số 2 là hoa hồng nè cô chú anh chị ơi. Mẫu số 2 là hoa hồng dùm em, giá luôn là 520.000, mẫu số 2 520. Mẫu số 2 520, bông là cũng đẹp luôn. Rồi em lên cho cô chú anh chị một bộ này men nè. Nếu mà mình mua giá cô chú anh chị thì nó nguyên cái bộ thì giá nó hời hơn. Giá có 1.3.000, 1.3.000 cho một bộ thôi. Là size 20, size 22, size 24 cô chú anh chị ha. Nồi men này không có lỗi lầm gì trơn, bao xài từ, xài ga, xài ngoại đều được luôn. Cái này cô chú anh chị nếu mà mình mua lẻ cái tới 500, cái 650, cái 750 lần, tính ra anh là thôi đi mua nguyên bộ mình có thể để nấu tất cả các món được cô chú anh chị. Rồi cho em bộ nồi men này 1.3.000 cô chú anh chị ơi. Em lên cho cô chú anh chị một bộ nồi men. Cũng nó có 3 kích thước là 20, 22 và 24 của chính chị. 24 cao là 13.5, 22 cao là 12, còn 20 này là cao là 10 của chính chị ha. Nắp là nắp full hoa luôn, họa tiết là xanh lam xanh tràm. Bộ này giá là chỉ có 1.500.000 cho 3 cái thôi, hiện tại nó đang lên giá 1.700.000 lần cô chú anh chị. Em còn một bộ em sale giá là 1.500.000 cho cô chú anh chị luôn ha. Đó. Cô chú anh chị nào chốt thì cứ gọi cho em số line nha. 0707 0773737982 cô chú anh chị.